xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng mỗi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiên tha, tình thương mến âu ô con ngày đêm, nhuận thắm sáng hồn tràn lan ơn thiên. Nguyện xin Chúa trước khi đi vào sách Các Vua quyển thứ nhất ngày hôm nay thì tôi phải trả nợ đã, vì các anh chị có gửi một số thắc mắc về Thánh Kinh cũng như là về đời sống của giáo hội. Thắc mắc đầu tiên có một bạn viết thế này: ở trong sách 2 Samuel chương 14 câu 19 có viết là khi bà Tơ Ca A đến với vua David để xin vua cho Absalom được trở về thì bà nói: thưa đức vua là chúa thượng tôi xin lấy mạng sống tôi mà thề, không ai có thể đi chệch bên phải bên trái ra khỏi mọi điều đức vua là chúa thượng tôi đã nói. Phải, chính tôi tới ngài là ông Joab đã truyền cho tôi và đã đặt vào miệng nữ tỳ ngài mọi lời ấy. Theo con nghĩ, bà giữ đúng lề luật, bà là người tốt. Vậy thì xin cha giải thích rõ cái câu đi chệch bên phải bên trái nghĩa là gì? Cái bà này bà ấy không đi chệch bên phải mà cũng không đi chệch bên trái, như vậy thì bà ấy làm sao? Bà ấy đi thẳng thôi. Đơn giản là vậy thôi. Bà ấy đi thẳng thôi. Bà ấy sống ngay thẳng. Cho nên người bạn có thắc mắc này bảo là bà ấy là người tốt thì đúng vậy đó. Bà ấy đi thẳng thôi. Đức Hồng Y ở Sài Gòn của chúng ta, ngài kể là sau năm 1954 đó, thì rất nhiều người ở ngoài Bắc di cư vào Nam, trong đó có bố mẹ tôi nữa và rất nhiều người ở đây nữa. Thế thì hôm đó ngài là người Nam mà ngài đến một xứ Bắc, ngài thấy cha xứ đứng ở chỗ sân nhà thờ đó, xong rồi một đám thiếu nhi trẻ con nó chạy lại, nó vui chơi, nó hò hét gì đó. Ngài thấy ồn ào quá thì thử ra ngài đuổi đi. Ngài chỉ tay ngài bảo xéo thẳng. Mà Đức Hồng Y Mẫn không hiểu làm sao được, nó đã xéo mà lại thẳng được. Xéo mà lại thẳng được, không hiểu. Nhưng mà người Bắc thì hiểu, phải không? Xéo là xéo đi đó, còn thẳng là ngay lập tức đấy, xéo thẳng. Cho nên cái bà này bà ấy không đi chệch bên phải bên trái, là bà ấy đi thẳng thôi. Cứ an tâm mà hiểu như vậy. Thắc mắc kế tiếp cũng của bạn này là khi con đọc chương 14 đến chương 15 đó, con thấy Absalom nổi loạn chống lại vua cha,
thực trạng này gia đình con cũng xảy ra cách này cách khác. Vậy xin cha cho một lời khuyên để con sống và cư xử cho tốt đẹp hơn. Nhắc lại chuyện vua David với đứa con phản loạn là Absalom, các anh chị nhớ lại bối cảnh của câu chuyện. Cái chuyện mà Absalom phản loạn chống lại vua cha nó xảy ra lúc nào? Lúc trước khi ông phạm tội hay là sau khi ông phạm tội? Sau khi ông phạm tội đấy. Và điều đó trong lời của Chúa nói với David qua miệng tiên tri Nathan thì đó chính là một phần của hình phạt mà David phải chịu, đúng không? Đấy, chúng ta nhớ lại sách thánh mà chúng ta đã đọc đó. Cho nên cái sự kiện mà chính người con đẻ của David làm loạn chống lại vua cha, đó là một phần trong hình phạt David phải chịu vì cái tội. Tội là mình là vua, mình có đầy đủ hết mọi sự rồi mà mình nỡ lòng nào đi tước đoạt người vợ của người ta, người vợ duy nhất của người ta, mà người ta đó lại là một ông tướng chỉ huy ngoài mặt trận, là người cộng tác với mình để bảo vệ đất nước. Cho nên tội của David lớn. Và vì thế mặc dù Chúa tha thứ nhưng mà phải chịu hình phạt. Chuyện của David là như vậy. Còn chuyện của mỗi gia đình mà các cháu, con cái bây giờ nó lớn lên, nhiều khi nó chống lại cha mẹ, thì tôi nghĩ cũng có thể là có nhiều lý do. Chẳng hạn như là theo sự phát triển tâm lý đó, thì một em thiếu niên mà cỡ 12, 13, 14, 15 đó là một cái tuổi nó đang muốn khẳng định cái tôi của mình. Tôi là tôi và tôi muốn sống theo ý của tôi. Cho nên thường là nó không chịu nghe lời cha mẹ. Lúc mà nó còn nhỏ chẳng hạn, ba nó dẫn nó đi ra ngoài tiệm mua đồ hay là may quần áo thì vui vẻ lắm. Nhưng mà các anh chị để ý coi, cỡ cái tuổi mà 13, 14, 15 đó mà bảo bố dẫn đi mua cái này cái kia, nó có thích không? Không thích đâu. Không, cái tuổi nó đang muốn khẳng định cái tôi của nó. Nó là về mặt phát triển tâm lý tự nhiên thôi. Rồi thêm đó, có thể có những tác động xấu của bạn bè. Vì những cái tác động xấu đó mà bạn thiếu niên đó nó có những thái độ có vẻ ngỗ nghịch đối với cha mẹ. Nếu là như thế thì một đằng chúng ta nên hiểu tâm lý của con cái mình, và một đằng khác đó chúng ta tìm cách để tạo môi trường tốt cho con cái nó phát triển một cách đúng đắn, một cách quân bình. Nhưng cũng có khi hơi hơi giống trường hợp David, biết đâu là vì gương xấu của cha mẹ nó không chấp nhận cái lối sống như vậy và nó phản ứng, có thể phản ứng một cách tích cực nếu nó chân thành góp ý với cha mẹ. Nhưng mà nó cũng có thể phản ứng một cách tiêu cực bằng cách là nó phá thôi. Nếu ta xét mình lại mà thấy cái lý do nằm ở đây thì chính mình phải sửa. Và cũng có thể nó là phản ứng khi thấy cha mẹ không quan tâm đến mình cho đủ. Trong thời buổi kinh tế thị trường này, chúng ta rất dễ bị cám dỗ để quan niệm rằng là tao cứ cho mày tiền là xong. Cho nên là mình làm ra thật nhiều tiền rồi con nó muốn xin gì thì mình cho nó, thế là xong. Mà mình ít khi nào dành thời giờ để ngồi nói chuyện với nó, ít khi nào mà nghe nó tâm sự. Nếu mà thiếu cái đó thì cũng nên quan tâm. Cho nên tôi chỉ dám nói chung chung vậy thôi.
Rồi thì mỗi chúng ta tùy hoàn cảnh mình nhìn lại tình hình cụ thể của mình xem ra làm sao. Thế bây giờ sang một thắc mắc khác này. Xin cha cho biết trường hợp một người bị đồng tính chưa có chồng quyến rũ một người hiện đang có chồng và có con. Người này cũng cố chống lại những hành động kích thích, nhưng cũng có lần bị lôi cuốn vào và đã đi xưng tội, và cha xứ đã bảo là có tội. Và khi người đồng tính đi xưng tội ở một nhà thờ khác á, thì cha xứ đó chỉ cười và bảo từ từ bỏ, cũng không nói là có tội. Thế thì nhờ cha giải thích để con được yên tâm. Thế tôi giải thích thế nào bây giờ? Một cha bảo là có tội, một cha bảo là không phải bảo là không có tội, nhưng mà cũng không nói là có tội. Bây giờ tôi hỏi ngược lại nhé. Ê, chắc chắn là người viết thắc mắc này phải là phụ nữ gì. Thế tôi hỏi lại chị xem nè. Thế tại sao mà chị biết rằng cái ông cha đó, ông ấy không nói với người bạn mà bị đồng tính là không có tội? Tại sao chị biết? Chắc chắn là chị không nghe ông cha đó nói rồi, phải không? Bởi vì trong tòa giải tội mà. Chắc chắn là chị không nghe. Như vậy chỉ có cách là chị nghe cái người bạn mà bị đồng tính nói lại ấy nhỉ. Thế người ta nói lại nó có đúng nguyên văn không? Đúng thì là một chuyện, biết đâu nó không đúng thì sao? Và biết đâu nó hàm ở trong cái không đúng rằng như vậy thì không có tội gì đâu, mình cứ làm tiếp thôi. Tôi không khẳng định nhé, tôi chỉ đặt câu hỏi thôi. Tôi chỉ đặt câu hỏi. Thành thử ra đó, chúng ta thấy rất rõ là thế này. Mà tôi nghĩ không chỉ tôi đâu, mà các anh chị và các bạn cũng thấy rồi. Bây giờ mình là phụ nữ, đã có chồng mà lại có con nữa rồi. Vậy thì bất cứ một cái quan hệ tình dục nào, dù là với người khác phái hay là với người đồng phái, điều đó có được không? Chắc chắn là không được rồi. Rất rõ như vậy. Còn cái chuyện mà mình bị người ta cám dỗ, người ta lôi cuốn đó, chúng ta phân biệt. Một là cám dỗ, hai là chiều theo cơn cám dỗ. Bị cám dỗ thì đã có tội chưa? À, chưa. Chúa Giêsu có bị cám dỗ không? Chúa Giêsu mà còn bị cám dỗ, huống gì mình? Ai mà chả bị cám dỗ? Nhưng mà vấn đề nó nằm ở chỗ là mình chiều theo cơn cám dỗ hay mình chống lại. Nếu các anh chị và tôi bị cám dỗ mà mình cố gắng để vượt qua cám dỗ thì không những không có tội mà lại còn có công á. Cho nên mình phân biệt hai điều đó rõ ràng. Tôi nghĩ là thắc mắc này thì khá rõ rồi. Thế bây giờ còn những thắc mắc khác nữa. Thưa cha, ảnh tượng đã làm phép sau một thời gian đã bị cũ đi hay là hư hỏng, con thay ảnh tượng mới, như vậy ảnh tượng cũ con phải xử lý như thế nào? Nếu mà đốt thì có nhiều vật liệu rất khó hủy như là ni lông với lại đất sét. Khi mà các bạn đặt câu hỏi như thế này thì chứng tỏ là đã có tấm lòng tôn kính đối với tượng ảnh đã được làm phép. Và điều đó rất tốt. Thế thì khi mà chúng ta bảo là cũ rồi, bị hư hỏng rồi, chúng ta phải hủy đi, thì cái chính yếu là gì? Ý chính yếu là mình tôn kính tượng ảnh đã được làm phép, và vì thế mình tìm cách nào để hủy đi đấy, nhưng mà đồng thời
vẫn ở trong sự tôn kính, phải không? Tôi không quăng và soạt rác một cách thoải mái như là những đồ vật khác, nhưng mà tôi hủy đi bằng cách nào đó, đốt cũng là một cách. Ngày xưa đó thì có nhiều giếng, có khi người ta thả xuống giếng cũng là một cách, nhưng mà nó bày tỏ cái sự tôn kính thôi. Cái chủ yếu mà mình nhắm tới nó nằm ở chỗ đó. Cái thắc mắc kế tiếp nữa là động tác linh mục rửa lại tay bằng nước trước khi chuyển phép. Có người giải thích rằng đó là quan Phi-la-tô rửa tay, không liên quan gì đến vụ xử án Chúa Giê-xu. Có chắc không? Có quan điểm khác thì bảo là linh mục thanh tẩy cho trong sạch trước khi chạm mình Thánh Chúa. Vậy thì thưa cha, quan điểm nào đúng? Chắc chắn là không có chuyện ông Phi-la-tô ở đây rồi. Không có. Còn cái cách giải thích thứ hai mới là đúng. Bởi vì thông thường thì khi linh mục dâng bánh, dâng rượu rồi đi ra rửa tay đó, thì ngài đọc cái lời thầm thĩ, cho nên chúng ta không nghe, bởi vì lúc đó ca đoàn đang hát. Chứ còn lúc đó ngài thầm thĩ cái lời cầu nguyện là xin Chúa thanh tẩy, thanh tẩy bàn tay, thanh tẩy tâm hồn của mình để mình xứng đáng dâng lễ. Cho nên ý nghĩa chính ấy, nó là thanh tẩy, chứ không phải là chuyện ông Phi-la-tô ở đây. Và cuối cùng có cái câu hỏi lâu rồi về tuổi của các tổ phụ. Ở trong sách Sáng Thế chương thứ 5, vị nào cũng toàn mấy trăm tuổi không à, mà bảo sao bây giờ mình sống ít thế. Thế thì nếu mà các anh chị nhớ lại khi tôi hướng dẫn học sách Sáng Thế đó, tôi đã nói rồi, 11 chương đầu của sách Sáng Thế viết về cội nguồn của thế giới, của vũ trụ, lúc bây giờ chưa có người nào cả. Cho nên không phải có ký giả nào đó mà ngồi mà ghi chép. 11 chương đầu của sách Sáng Thế được viết bằng một cái thể văn, nó mang chất thần thoại, nhưng mà người ta lồng trong đó giáo huấn tôn giáo về cội nguồn vũ trụ và con người. Có nhớ không? Một điểm kế tiếp nữa đó là nếu chúng ta đọc sách Sáng Thế thì nhớ cái chương thứ 5 này này, nó là cái chương ngăn ở giữa 3-4 chương đầu, nói về việc Chúa tạo dựng con người này, rồi con người sa ngã này, rồi sau đó là Cain Abel đánh nhau này. Rồi kế tiếp đó mới là cái chương thứ 5, nó nằm ở giữa đó, nhắc đến các tổ phụ, tức là một giai đoạn rất là dài. Sau đó bắt đầu sang chương thứ 6, chương thứ 7 tới lụt Hồng Thủy. Chúng ta nhớ lại như vậy đó thì mình sẽ hiểu được rằng cái chuyện tuổi tác của các tổ phụ ở đây, người ta nói bằng cái thứ ngôn ngữ nó mang tính biểu tượng nhiều hơn. Có điều rõ hơn đó là càng về sau này thì tuổi thọ lại càng giảm đi. Có nghĩa là khi tội ác của con người càng chồng chất thì tuổi thọ nó càng giảm đi. Theo cái ý nghĩa đó là hậu quả của tội. Cho nên tôi nhắc lại về chuyện đó, 11 chương đầu sách Sáng Thế, các anh chị đừng có bám vào mặt chữ. Rồi từ đó là mình cứ thắc mắc là thưa cha, bà Eva bà ấy ăn cái trái gì mà nó độc dữ vậy, mít hay là xoài hay là sầu riêng. Thế đó thì xin lỗi, Đức Giáo Hoàng cũng chả biết. Hay là mình thắc mắc là thưa cha, Chúa phạt được con rắn nó phải bò bằng bụng, vậy thì trước khi bị phạt thì nó đi bằng cái gì? Đó thì chỉ có Đức Chúa Trời biết. Đừng có bám vào cái mặt chữ, phải thấy được cái nội dung, ý nghĩa tôn giáo mà người ta muốn truyền đạt. Nào, thế bây giờ ta tranh thủ đi vào sách Các Vua.
chúng ta đã lần lượt đọc nhiều sách về lịch sử. Sau thời của Môsê đó là mình đã đọc sách Giô-sua, đúng không? Rồi hết thời của Giô-sua đó mình đọc sách gì nữa? Thẩm phán. Đến hết thời thẩm phán mình đọc sách Samuel. Và đến hết Samuel chúng ta đọc sách các vua. Nó theo tiến trình lịch sử để chúng ta hiểu lịch sử của Israel, mà quan trọng là lịch sử cứu độ, bởi vì Thiên Chúa hành động ở trong lịch sử đó. Thế bây giờ bước vào sách các vua đó, gồm hai cuốn sách các vua này ghi lại những diễn tiến trong lịch sử của Israel từ cuối triều đại của vua David cho đến biến cố rất quan trọng nhưng cũng rất đau buồn, đó là đền thánh Jerusalem bị phá hủy. Người ta tính ra là nó kéo dài khoảng 410 năm. Cho nên hai cuốn sách các vua này mình đọc đó là nó ghi lại biến cố lịch sử trong 4 thế kỷ. Thế riêng về cuốn sách các vua mà quyển thứ nhất đó, thì chúng ta có thể thấy lược đồ tổng quát là ở chương 1 cho đến chương 2, tác giả nói đến những ngày cuối đời của vua David. Sau đó từ chương 3 đến chương 10 là phần chính yếu, là nói đến Salomon và những thành công thời cực thịnh của ông. Nhưng mà đến chương 11 đó là Salomon suy tàn. Rồi sang đến chương 12-13, lúc cái Salomon chết rồi, con cái lên nối ngôi, thì tình trạng đất nước bị phân chia. Israel trở thành hai vương quốc, vương quốc Israel và vương quốc Juda. Rồi chương 14 đến chương 22 là nói đến hai vương quốc đó. Thế thì xin các anh chị ghi nhớ điều này. Sách các vua kể lại diễn biến lịch sử như tôi đã nói là từ cuối triều đại David cho đến khi đền thánh Jerusalem bị phá hủy. Nhưng chúng ta đừng chỉ quan niệm lịch sử ở đây theo nghĩa mà mình thường hiểu, tức là ghi lại chính xác ngày giờ, nơi chốn, địa điểm những sự kiện xảy ra. Dĩ nhiên là nó có, nhưng mà điều quan trọng mà tác giả muốn nhấn mạnh đó là ông ấy lồng vào trong đó một quan điểm tôn giáo. Và đấy mới là điều mà chúng ta quan tâm. Bởi vì nếu không ấy thì người ta sẽ đặt câu hỏi, bảo sao các anh chị, các bạn là người công giáo mà vọng ngoại thế? Lịch sử Việt Nam không học thì đi học lịch sử Israel. Đâu có đâu, chúng ta không vọng ngoại. Mà chúng ta đọc sách thánh kể lại lịch sử Israel, mà điểm nhắm chủ yếu đó chính là cái quan điểm tôn giáo hàm chứa ở bên trong. Cho nên tôi nói với các anh chị về một vài chủ đề lớn thường được nhắc đi nhắc lại trong sách các vua này. Các anh chị ghi nhớ điều đó để khi mình đọc sách các vua đó, mình có thể thấy được quan điểm tôn giáo ở đây. Điểm thứ nhất là giao ước David. Ta đọc sách Samuel thì thấy rõ rồi, tức là giữa vua David và Thiên Chúa có một mối quan hệ rất là đặc biệt. Chúa thương David lắm, và David cũng tận tụy trung thành với Chúa suốt đời, cho dù ông ấy có những lúc yếu đuối tội lỗi. Thế thì cái mối quan hệ rất đặc biệt giữa Chúa và David này người ta gọi là giao ước David. Cái giao ước này nó không phải là một giao ước mới,
nhưng nó là cách giải thích rõ hơn giao ước của Chúa với Israel. Giao ước đó được thể hiện một cách thực tế. David là người thuộc về Chúa, là tôi tớ của Chúa, là người đẹp lòng Chúa. Chúa chọn ông ấy, anh chị nhớ lại coi, là đứa con út trong một gia đình. Và khi Samuel tìm đến cái gia đình này để sức dầu phong vương cho một đứa con ở trong nhà, thì không ai nghĩ là Chúa sẽ chọn cái thằng út này, phải không? Nhưng mà cuối cùng Chúa chọn David đấy. Rồi cậu bé David đó là người thuộc về Chúa, cho nên dù bé bỏng như vậy mà dám ra đối diện với Goliath và đánh thắng Goliath, và sau đó là đánh thắng quân Philistine. Thế rồi Chúa cho ông thành công, ông thống nhất đất nước. Về tuổi già ông được nghỉ ngơi, ông có ngôi nhà bằng gỗ bá hương cơ mà, một điều bao nhiêu người ước mơ. Rồi đến khi mà David phạm tội đi nữa, nhưng mà ông khiêm tốn, ông nhận ra tội lỗi của mình và ăn năn sám hối, thì một đàng là Chúa phạt. Lúc nãy chúng ta nhắc đến chuyện Absalom, đó là một phần trong những hình phạt. Nhưng mà một đằng khác thì Chúa vẫn thương David, và Chúa hứa là nhà David sẽ tồn tại mãi mãi. Thế cho nên người ta nói đến cái giao ước David, và vua David trở thành chuẩn mực để cho người ta đánh giá các vua của Israel và Juda. Người nào mà giống David thì là tốt, mà người nào khác với David thì là xấu. Đọc sách các vua nhớ cái điều đó sẽ thấy lặp đi lặp lại. Cái chủ đề lớn thứ hai cũng gắn liền với điều chúng ta mới nói. Lúc nãy là nói đến giao ước David, bây giờ nói đến triều đại David. Vì mối quan hệ đặc biệt giữa Chúa và David, cho nên Chúa mới hứa là triều đại David sẽ vững bền mãi mãi. Con cháu ông tiếp tục cai trị nhà Israel. Sau David thì đến Salomon. Mà hôm nay không biết các anh chị đã đọc đến cái đoạn đó chưa, nhưng mà sau Salomon thì đất nước bị phân đôi. Vương quyền không nằm ở trong tay con của Salomon, mà nằm trong tay của một thuộc hạ của ông ta. Nhưng mà dù vậy đi nữa thì Chúa vẫn giữ chi tộc Giu-đa cho nhà David, đúng không? Và sau này Chúa Giê-xu sẽ xuất thân từ dòng dõi David, cái nhà Giu-đa. Cho nên khi chúng ta nói triều đại David mà vững bền mãi mãi đó, mình nhìn theo quan điểm Kitô giáo đó, thì không chỉ nhìn vào Salomon hay là các vua kế tiếp, mà phải nhìn vào chính Chúa Giê-xu Kitô, đấng mà triều đại của người vững bền mãi mãi. Cái chủ đề lớn thứ ba mà các anh chị nên quan tâm đó là đền thờ. Vua David muốn xây nhà cho Chúa, nhưng mà ông lại không có được vinh dự này. Cái vinh dự này rơi vào tay ai? Hay Salomon. Salomon là người xây đền thờ Jerusalem. Mà bởi vì Chúa là đấng cao cả, cho nên nhà của Chúa cũng phải là ngôi nhà vĩ đại lắm. Thành thử ra chúng ta không lạ gì mà trong những chương đầu của sách các vua đó kể về công trình xây dựng này rất là chi tiết. Và đến chương thứ 8 đó thì vua Salomon cung hiến đền thờ. Cho nên đền thờ chiếm vị trí rất quan trọng trong suốt lịch sử còn lại của Israel.
Và đồng thời cái thái độ của vua đối với đền thờ, thái độ của dân đối với đền thờ, nó chính là tiêu chuẩn để đánh giá một con người, một ông vua, một dân tộc. Chẳng hạn như là tội lỗi của Jeroboam là ông vua đầu tiên của vương quốc Israel đó, là ở chỗ, mai mốt chúng ta tuần tới đọc đến đó thì mình sẽ thấy, khi mà chia đôi vương quốc ra rồi, ông ấy sợ dân chúng nó cứ đi lên Jerusalem rồi nó ngả theo bên nhà Judah. Thành thử ra ông mới cho xây cái đền thờ ở Bethel và Dan để dân chúng đi về đấy khỏi sang Jerusalem. Thì tác giả sách Các Vua cho đó là cái tội lớn. Thế còn ở bên vương quốc Juda đó, thì khi mà các vua liên minh với dân ngoại thì hậu quả là đền thờ bị xúc phạm thôi, bị phá hủy. Cho nên đền thờ đó là chủ đề lớn trong sách Các Vua. Và cuối cùng một chủ đề nữa, đó là lời tiên tri và sự ứng nghiệm. Nên là tác giả kể lại nhiều sự kiện để chứng minh cái điều này. Cái điều gì mà Chúa đã nói là dứt khoát, không có sai. Như Chúa Giêsu nói sau này, trời đất có qua đi, nhưng lời ta nói sẽ không qua đi đâu. Thế bây giờ đi vào cụ thể, tôi mời các anh chị lấy chương 3. Chương 3, và chúng ta cùng nhau đọc từ câu 4 cho đến câu 10. Từ câu 4 cho đến câu 10. Giấc mộng ở Gibeon. Vua đi Gibeon để tế lễ, vì chỗ ấy là nơi cao quan trọng nhất. Salomon dâng 1000 lễ vật toàn thiêu trên bàn thờ ấy. Tại Gibeon, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Salomon. Thiên Chúa phán: ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Vua Salomon thưa: chính Ngài đã lấy lòng nhân hậu lớn lao mà xét với tôi tớ Chúa là David thân phụ con. Như người đã bước đi trước nhan Chúa cách trung thực, công chính, với tâm hồn ngay thẳng, Chúa đã duy trì lòng nhân hậu lớn lao ấy đối với người, khi ban cho người có một đứa con ngồi trên ngai của người hôm nay. Và bây giờ, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị David, thân phụ con, mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước. Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, cũng không đếm nổi. Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế? Chúa hài lòng vì vua Salomon đã xin điều đó. Chúng ta tạm ngừng ở đây. Ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Và các anh chị hình dung xem là nếu Chúa hiện ra và Chúa nói với từng người trong chúng ta: ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Thì các anh chị xin cái gì? Nhắm xem xin cái gì? Một câu hỏi tưởng là đơn sơ mà quan trọng lắm anh chị.
Nếu Chúa nói với chúng ta, ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Tôi nhớ có một câu chuyện giống như là Ngụ Ngôn kể về một người nông dân nghèo khổ. Rồi anh ấy nghe có một nhà hiền triết, ông ấy có lá bùa rất đặc biệt điều khiển được ma quỷ. Anh mới chạy lại năn nỉ nhà hiền triết cho xin cái lá bùa. Bởi vì nếu mà mình điều khiển được ma quỷ thì là ngon lành. Nhà hiền triết bảo ừ, có thì ta có đấy, ta cho thì cũng được thôi, nhưng mà nó nguy hiểm lắm. Mà có gì mà nguy hiểm đâu. Bảo nếu mà ma quỷ nó hiện lên á, là ngươi phải có việc cho nó làm, chứ nếu mà không có việc cho nó làm là nó giết đấy. Cứ mà tưởng cái gì chứ việc thì thiếu giống gì. Năn nỉ riết ở nhà hiền triết cũng cho. Anh cầm lá bùa anh về nhà anh hí hửng, anh áp dụng ngay, anh làm đúng như chỉ dẫn thì con quỷ nó xuất hiện. Wow, có việc gì cho nó làm, nếu mà không là nó giết. Nhưng mà dễ, mày làm cho tao một ngôi nhà dát vàng như của nhà vua vậy, có 5 phút là xong. Để cung cấp việc làm nữa, mày kiếm cho tao một cô đẹp như hoa hậu vậy, chỉ có 3 phút là xong. Mày soạn cho tao một bữa ăn thật là thịnh soạn của hàng vua chúa, chỉ có 1 phút là xong. Thế thì ông không biết ra lệnh cái gì nữa giờ. Nghèo khổ quá, cái ước mơ nó chỉ có vậy thôi. Ông lại vội vàng chạy đến gặp nhà hiền triết đó. Thưa ngài, ngài giúp con chết mất. Và ta đã nói rồi mà không tin. Năn nỉ làm sao để cho việc quỷ nó làm, chứ nếu không thì nó giết. Năn nỉ mãi rồi ông mới chỉ cách cho. Bây giờ mày về, mày giao cho nó cái công việc này, nó vuốt cái đuôi con chó làm sao cho nó thẳng. Thế là anh về, anh ra lệnh cho con quỷ, mày vuốt cái đuôi con chó cho nó thẳng. Thế con quỷ nó vuốt thật thẳng, vừa vuốt xong nó lại còng. Nhờ vậy mà ông ấy sống. Nhưng mà cái câu chuyện có vẻ như là để cười, mà thực sự nó nói với chúng ta nhiều điều. Ước mơ của con người bé bỏng lắm, nhất là những ước mơ vật chất. Và cái chân trời của những ước mơ nếu chỉ là như thế thì nó làm cho đời sống chúng ta cũng nghèo nàn lắm. Cho nên tôi hỏi, không phải hỏi vui đâu, dựa vào sách thánh mà hỏi đấy. Bây giờ Chúa nói với từng người trong chúng ta, con cứ xin đi, cha sẽ ban cho. Các anh chị muốn xin gì? Lúc đó mình mới thấy Salomon tuyệt vời này. Ông xin làm sao? Xin Chúa cho con một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Có nghĩa là ông không xin cho ông ấy, cho nên Chúa mới nói là ngươi đã xin điều đó, ngươi không xin được sống lâu, không xin của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng mà xin cho được khả năng phân biệt để xét xử, để cai trị dân. Có nghĩa là không xin cho mình, mà cuối cùng là để phục vụ dân Chúa. Cái đẹp của Salomon là ở chỗ đó. Rồi cái đẹp nữa là lời cầu nguyện của ông ấy, nó toát lên một tâm hồn khiêm tốn. Ông ấy thưa với Chúa làm sao? Con chỉ là một thanh niên bé bỏng, không biết cầm quyền trị nước, mà con lại ở giữa một dân đông đảo và quan trọng như thế này, con làm ăn làm sao? Rất là khiêm tốn. Và lời cầu xin của ông cũng cho ta thấy cái tầm quan trọng của sự lắng nghe.
Xin cho con một tâm hồn biết lắng nghe. Lắng nghe ở đây là lắng nghe tiếng Chúa, và đồng thời cũng là lắng nghe tiếng dân nữa. Một người lãnh đạo mà không lắng nghe tiếng Chúa, cụ thể là qua một lương tâm ngay thẳng, và cũng không lắng nghe tiếng dân, nhất là của người nghèo khổ, thì làm sao có thể phục vụ dân một cách tốt nhất được. Cho nên ông ấy cho thấy sự lắng nghe rất quan trọng. Cái điều đáng tiếc là khi ta đọc hết sách Các Vua, ta thấy là Salomon tuyệt vời vậy, nhưng ông không giữ mãi được cái vẻ đẹp đó. Cuối cùng ông ấy nghe mấy trăm bà vợ, chứ ông không nghe tiếng Chúa, ông không nghe tiếng dân, ông ấy xa Chúa dần dần. Tiếc là chỗ đó thôi, chứ còn nguyên ở trong đoạn này tuyệt vời. Thế thì từ cái chỗ đó đó, tôi muốn gợi ý với các anh chị và các bạn để chúng ta suy nghĩ thử coi, khi nói đến cầu nguyện đó, mình xin Chúa điều gì? Mỗi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin Chúa điều gì? Mình có xin Chúa cho con được lòng tin, được lòng mến, được đức cậy trông vững vàng hơn? Hay là thường mình quên những cái ơn về đời sống tinh thần mà mình nặng về đời sống vật chất, cho dù nó là cái nhu cầu trước mắt thật đấy. Ta đọc cái đoạn sách thánh này, ta thử hỏi lại mình coi. Rồi một câu hỏi nữa, khi ta cầu nguyện đó, thì mục đích mà mình nhắm để cầu xin là xin cho mình hay là xin cho người khác? Có mấy khi mà chúng ta thực sự cầu cho giáo hội? Có mấy khi mà thực sự chúng ta thưa với Chúa rằng lạy Chúa, con buồn lắm bởi vì giáo xứ con mấy tuần nay sao nó xáo trộn quá, xin Chúa ban cho giáo xứ con được ơn bình an. Hay là mình vừa mới đi thăm một người bạn ở bệnh viện về, mà buổi tối trong lời kinh của mình nhớ đến người bạn đó mà mình cầu xin cho họ không? Những lời cầu nguyện của Salomon khiến cho chúng ta phải tự vấn mình như thế. Và cũng từ lời cầu nguyện của Salomon, một câu hỏi nữa có thể đặt ra là: các anh chị và tôi quan niệm cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện là mình nói, hay mình hiểu cầu nguyện là lắng nghe? Câu này gay ạ. Bởi vì thường đó là chúng ta quan niệm cầu nguyện là nói: lạy Chúa nha, Chúa cứ vảnh tai ra nha, nghe con đây nè. Thường là mình quan niệm vậy. Còn ít khi mình quan niệm cầu nguyện là lắng nghe nó. Một trong những cách tốt nhất để giúp mình cầu nguyện bằng sự lắng nghe đó là đọc sách thánh đấy. Chúa nói với mình ở trong sách thánh và mình lắng nghe. Mà cầu nguyện theo nghĩa lắng nghe như thế đó mới thực sự biến đổi chúng ta sống theo hướng của Chúa. Chứ còn nếu mình chỉ quan niệm cầu nguyện là nói và bắt Chúa phải nghe mình á, thì dần dần mình bắt Chúa sống theo cái hướng của mình. Mà nếu Chúa không làm theo thì mình bảo Chúa xấu. Tôi đi chạy theo bà khác vậy, chạy theo ông khác vậy. Tôi đặt một loạt câu hỏi như vậy đó, để cách nào đó cứ từng bước một đồng hành với các anh chị, để giúp các anh chị khi đọc mỗi một đoạn sách thánh, mình có thể dừng lại, mình suy nghĩ một chút, mình đặt những câu hỏi như thế, sẽ thấy là nó ảnh hưởng đến đời sống đức tin của mình làm sao. Còn khi mà ta cầu nguyện theo cái hướng của Salomon đó,
cầu nguyện xin những ơn về tinh thần, cầu nguyện cho người khác, cho hội thánh, cầu nguyện bằng sự lắng nghe, thì chắc chắn là mỗi một ngày Chúa dẫn mình sâu hơn vào trong đời sống kết hợp với Chúa. Thế cho nên cái điểm kế tiếp mà tôi muốn gợi ý đó là ở trong cái chương thứ 8 mà nói đến đền thờ, nhà của Đức Chúa. Nhà của Đức Chúa ở chương 8. Ở chỗ này cũng dài lắm, nhưng mà tôi chỉ xin các anh chị quan tâm dùm cái câu này, để qua đó ta suy niệm về Thiên Chúa. Chương 8 câu 27 đến 29. Ở đây cũng là lời của Solomon. Ông nói hay lắm. Câu 27: Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất trăng, này trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây. Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con, xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng trước tôn nhan hôm nay. Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán danh ta sẽ ở đây. Xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây. Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất trăng, trời cao thấm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây. Câu tuyệt vời. Ở đây chúng ta thấy lộ ra một cái ý niệm mà trong thần học Công giáo nói về Thiên Chúa là đứng siêu việt và nội tại. Nghe nó hơi có vẻ khó hiểu chút. Thiên Chúa siêu việt, nhưng mà đồng thời là đứng nội tại. Siêu việt như là chúng ta nghe thấy Solomon diễn tả đó. Trời cao thấm thẳm còn không chứa nổi Ngài. Và đồng thời nội tại, nhưng mà Chúa lại ngự ở trong ngôi nhà này. Thế thì về mặt tự nhiên đó, người ta không thể nào hiểu được. Thiên Chúa siêu việt thì Thiên Chúa phải siêu việt, chứ mà sao mà có thể nội tại được. Thiên Chúa siêu việt bởi vì Ngài là đấng tạo dựng cả đất trời, nhưng mà làm sao Ngài lại có thể nội tại, Ngài ở trong cái nhà thờ được? Chuyện phi lý. Đấy, cái cách nhìn của con người tự nhiên, cái cách nhìn vật chất là như vậy. Thiên Chúa vĩ đại như vậy thì làm sao mà Thiên Chúa ở trong cái nhà thờ được? Thế nhưng trong đức tin Kitô giáo, chúng ta thực sự thấy Thiên Chúa là đứng siêu việt và nội tại. Ta lấy một ví dụ. Người Kitô hữu, người Công giáo tuyên xưng Thiên Chúa là đấng tạo dựng trời đất muôn vật, hữu hình và vô hình, đấng siêu việt, khỏi nói. Nhưng mà đồng thời người Công giáo tin rằng Chúa ngự trong, Chúa ngự trong tâm hồn mình. Lương tâm là cung thánh, là nơi mà Thiên Chúa gặp gỡ con người. Dù có đức tin Kitô giáo hay không thì vẫn có lương tâm, và nơi đó Thiên Chúa gặp gỡ con người. Thánh Augustino khi cầu nguyện đó, Ngài thưa với Chúa làm sao? Lạy Chúa, Chúa ở trong con còn sâu hơn chính con.
sâu hơn chính con. Chúa là đấng tạo dựng đất trời, nhưng mà đồng thời Chúa ở trong chúng ta còn sâu hơn chúng ta. Cho nên Chúa là đấng siêu việt và đồng thời Ngài nội tại, Ngài ở trong mình. Và mầu nhiệm về Thiên Chúa là đấng siêu việt mà lại là đấng nội tại được thể hiện rõ nhất là nơi Chúa Giêsu Kitô. Đấng vừa là Thiên Chúa mà lại vừa là con người. Cho nên tên phải đặt cho con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đấng siêu việt và đồng thời là đấng nội tại. Chúng ta có một chút kinh nghiệm về vấn đề này ở nơi chính bản thân mình. Các anh chị thấy không? Về mặt thể lý nhé, về mặt con người tự nhiên này này, thân xác của mình giới hạn lắm. Thân xác của mình được làm bằng một số yếu tố vật chất, và mình hiện hữu trong thời gian. Ví dụ tối nay chúng ta có mặt ở đây, mình không thể vừa có mặt ở đây mà vừa có mặt ở Tân Định được. Rồi mình giới hạn trong không gian cái nhà này, chứ đâu có thể là mình vừa có mặt ở đây vừa có mặt ở chỗ khác. Thế nhưng mà vì là con người, không những là có thân xác mà Chúa lại còn ban cho có linh hồn, là tinh thần nhập thể trong thân xác. Cho nên cái tâm trí của chúng ta, cái tâm trí của con người đầy rẫy những giới hạn này lại có thể nghĩ tưởng đến những sự vô biên. Nghĩ tưởng đến những sự vô biên, nghĩ tưởng đến những vấn đề xuyên thời gian, trở về với quá khứ bằng những hồi ức, bằng những kỷ niệm, hướng đến tương lai bằng những dự phóng, vượt qua cái không gian vật chất này bằng những tư duy, đến những cái sự mà nó hoàn toàn vượt ở trên giới hạn của mình. Chúng ta có cái kinh nghiệm của bản thân mình, Chúa ban cho mình là tinh thần nhập thể trong một thân xác. Thế cho nên cái kinh nghiệm đó nó giúp mình một phần nào hiểu Thiên Chúa là đấng siêu việt và đồng thời là đấng nội tại. Cái ý thức này giúp cho mình sống đức tin. Không phải chỉ lúc vào trong nhà thờ mới là lúc gặp Chúa, dĩ nhiên cái lúc đó rất quan trọng, nhưng mà chúng ta phải tập để gặp Chúa mọi nơi, mọi lúc. Bởi vì Chúa là đấng nội tại và đồng thời là đấng siêu việt. Mình không thể nhốt Chúa trong bốn bức tường nhà thờ được, không nhốt được. Chúa hiện diện khắp mọi nơi. Tôi muốn xin các anh chị quan tâm đến cái câu đấy. Có khi là còn nên viết cái câu đấy ra, học thuộc lòng được thì càng tốt, để thỉnh thoảng lập đi lập lại, làm thành lời cầu nguyện của chính mình. Rồi cuối cùng ở cái chương 11, đây mới là chương 8 thôi, chương 11 đó, là Salomon khởi đầu tốt đẹp là như vậy, cuối cùng là suy tàn. Mà về đọc lại chương 11 đó coi, có phải là nguyên nhân là từ đâu? Là ông ấy kết hôn với nhiều người vợ ngoại giáo, và những người vợ đó đưa thần linh của họ về nhà. Rồi sau này ông ấy chiều các bà vợ đấy, ông lại còn xây đền thờ, xây tế đàn để kính các thần minh của họ. Ông ấy rơi vào một cái sự pha trộn tôn giáo mà tôi đã nói từ đầu, bỏ Chúa mà đi thờ thần ngoại. Cho nên cái sự suy tàn của đời Salomon nó kéo theo thôi. Có nghĩa là chúng ta thấy lặp lại cái chủ đề thần học của truyền thống đệ nhị luật ngay trong chính cách
mà họ trình bày về cuộc đời Salomon. Thế tuần sau đó, theo như ở trong sách đã nói rồi, thì chúng ta sẽ đọc từ chương 12 nhé. À, chương 12 cho đến hết luôn, phải không? Thì tuần sau người ta sẽ chia sẻ với nhau về phần đó. Oh,